Khi ấy các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Jerusalem. Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ và các ông hết sức bỡ ngỡ. Những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi 12 ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xảy ra cho người. Giờ đây chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình người và nộp người cho dân ngoài. Họ sẽ nhạo cười người, phỉ nhổ vào người, đánh đòn và giết người. Và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Giacôbê và Gioan con ông Giê-bê-đê đến gần người và thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Người đáp: Các con muốn Thầy làm cho các con điều gì? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống nội chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén Thầy uống các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì có con ông Ti-mê tên là Bạc-ti-mê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Và nhiều người đã mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to lớn: Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Chúa Giêsu dừng lại và truyền cho anh đến. Người ta gọi anh mù và bảo anh: Hãy vững tâm đứng dậy. Người gọi anh, anh ta liền áo choàng đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: Anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa: Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giêsu đáp: Được, đức tin của anh đã chữa lành. Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, bài phúc âm chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu chữa cho anh mù thành Jericho được sáng mắt, và cho chúng ta thấy phản ứng nhạy bén của anh mù. Bất chấp sự cản trở của đám đông vây quanh Chúa Giêsu, anh mù Bác-ti-mê làm mọi cách để có thể gặp mặt Chúa. Tới không được thì anh kêu lớn tiếng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người bắt anh im đi để khỏi gây trở ngại cho cuộc hành trình. Chẳng những không im đi, anh mù càng kêu lớn tiếng, vì anh biết rằng chỉ cần làm cho Chúa Giêsu nghe được tiếng kêu của mình, dù chỉ một lần, thì đời mình sẽ hoàn toàn thay đổi. Anh mù cứ nhắc đi nhắc lại cùng một điệp khúc: xin thương xót tôi. Và bằng cách đó anh đã được Chúa đón nhận. Ngài nghe tiếng kêu của anh, gọi anh đến và chữa cho anh được sáng mắt. Khao khát cuối cùng của anh cũng được đền đáp. Không phải nhờ tiền bạc, sức lực hay thế lực nào, mà chỉ cần
lòng tin kiên vững. Lòng tin ấy được thể hiện qua việc anh vất áo choàng đứng dậy và đến gần Chúa Giêsu. Chưa hết, đức tin của anh không hề vụ lợi theo kiểu được cá quên nôm. Nhưng sau khi được Chúa Giêsu chữa lành bệnh, anh tháp tùng theo Ngài trên con đường Ngài đã đi. Anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Có khi chính chúng ta không mù mắt mà lại mù lòng trước những đau khổ của tha nhân. Chính chúng ta phải kêu lên tiếng kêu thống thiết: lạy Chúa, xin dụ lòng thương tôi, và xin Ngài mở cho đôi mắt tâm hồn của mình nhìn thấy và đồng cảm yêu thương tha nhân. Chứ một góc độ nào đó có thể chúng ta đều là những người mù. Có khi chúng ta biết mình mù mà muốn thoát khỏi cảnh mù tối như anh mù Bartimê. Nhưng cũng có khi chúng ta mù mà chúng ta không biết, nên vẫn vô tư ở lại trong cảnh mù lòa của mình. Nhưng có khi còn tệ hơn nữa, chúng ta sáng mắt nhưng lại cố ý không muốn nhìn thấy. Một định kiến có thể khiến chúng ta khép lòng lại trước một sự thật lớn hơn. Một sự cố ý không muốn nhìn thấy sự thật rành rành chỉ vì cố chấp, vì tư lợi. Câu chuyện anh mù Bartimê còn là biểu tượng đức tin cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Anh đã tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế khi anh tuyên xưng Người là con vua David. Và anh còn phải kiên trì bất chấp những trở ngại bị dân chúng bắt im lặng. Lòng tin của anh lớn mạnh vượt qua những chướng ngại nên đã được Chúa nhận lời. Lòng tin của anh đã cứu anh. Đức tin không đến dễ dàng với mọi người. Nó phải vượt qua những trở ngại để đạt đến những gì nó tìm kiếm. Hiểu Chúa Giêsu là ai và kiên trì kêu xin Chúa là một con đường đức tin mà anh mù Bartimê đã trải qua và không ngừng thúc đẩy tiến tới một đức tin như thế. Chúng ta noi gương anh mù. Hôm nay cùng với giáo hội mừng lễ Thánh Giustino, Ngài đã hết lòng tìm kiếm chân lý, trao giảng đức tin và đổ máu đào để làm chứng cho Chúa. Ngài đã cho chúng ta một kinh nghiệm tuyệt vời, đó là tìm kiếm Chúa bằng cả con tim của mình. Chúng ta cầu xin với Thánh Giustino giúp chúng ta biết tìm đến với Chúa với tất cả tâm hồn và trọn niềm tin của mình. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban đức tin cho chúng con để chúng con nhận biết Chúa và thờ phượng Chúa. Xin thêm lòng tin cho chúng con, nhất là những lúc chúng con gặp khó khăn. Amen. Anh chị em thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe kể về anh mù Bartimê ngồi ăn xin bên vệ đường. Tai anh nghe thấy những bước chân rộn rã của một đoàn người đi lại khá đông,
họ đang đi ra khỏi thành Jericho. Biết rằng trong đoàn người này có Chúa Giêsu Nazareth, anh đã tìm cách để tiếp cận với Ngài. Ngài là người nổi tiếng về chữa bệnh và trừ quỷ. Anh mù thấy đây là cơ hội và anh ta đã cố gắng đến gần. Tuy bị mù, anh còn có tiếng nói. Anh gào lên lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tội. Tiếc thay, người ta lại nạt nộ anh. Người ta lại bắt anh ta im đi để khỏi gây trở ngại cho cuộc hành trình của đoàn người đang đi theo Chúa Giêsu. Anh không im, không những vậy, anh càng kêu lớn tiếng vì anh biết rằng chỉ cần làm cho Chúa Giêsu nghe thấy tiếng kêu của anh dù chỉ một lần thì đời của anh cũng có thể được thay đổi. Anh đến với Chúa bằng chính cái thực tại đau thương của đời mình, anh cậy trông vào Ngài, lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tội. Đây là lời cầu xin của một tâm hồn tin tưởng và đầy thiết tha. Chúa Giêsu ghi nhận sau khi chữa lành cho anh, lòng tin của anh đã cứu anh. Đức tin nơi anh mù đã giúp cho anh vượt qua thử thách. Người ta càng ngăn cản thì anh càng kêu to, cho đến khi Chúa nghe thấy và cho gọi anh đến. Phần chúng ta liệu có đủ khiêm tốn và kiên trì chờ đợi để gặp Chúa không? Chúng ta có ý thức rằng mình cần đến Chúa, cần đến tình yêu và sự tha thứ của Ngài không? Như anh mù, chúng ta gào lên lạy Chúa xin thương xót tôi. Anh mù cứ kêu mãi, thống thiết quyết liệt, tin tưởng và cậy trông. Tiếng kêu làm cho Ngài dừng lại. Ngài bảo rằng gọi anh ta đến đây. Trong cuộc đời của chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta đã nài xin Chúa cho chúng ta được thấy. Và bao nhiêu lần chúng ta đã ngăn chặn những người chung quanh, im đi đừng nói nữa. Đoàn chúng tôi đang đi, đừng cản trở những bước chân của chúng tôi nữa. Bao nhiêu lần chúng ta cản anh chị em chúng ta đến với Chúa. Anh chị em thân mến, nhưng ở một góc độ nào đây, tất cả chúng ta đều là những người đang bị mù. Một đam mê, một tội lỗi, một dục vọng làm cho chúng ta cũng bị mù. Có khi ta biết rằng mình đang mù và muốn thoát khỏi cái cảnh mù tối như anh mù Bartimê. Nhưng có khi chúng ta mù mà chúng ta chẳng biết mình mù. Tệ hơn nữa, chúng ta đang sáng mắt nhưng chúng ta lại cố gắng bịt mắt đi để đừng nhìn thấy, cố gắng để đừng nhìn thấy một người anh em chung quanh đang gào thét kêu xin. Cố gắng để cần đừng nhìn thấy một hành vi bác ái phải làm cho người khác. Cầu xin Chúa cho chúng ta được chữa lành con mắt linh hồn, để mỗi ngày chúng ta sáng hơn, thấy đường mình đi, thấy anh chị em của mình đang cần yêu thương, đang cần thương xót. Chúng ta cần thưa với Chúa, xin Chúa cho con được sáng mắt. Xin Chúa cho con được nhìn thấy tình yêu của Ngài và thấy anh em của con trong chan chứa tình thương. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong buổi trả lời trực tuyến các bạn đọc của báo điện tử Veni Express tại Hà Nội hôm 24 tháng 5 năm 2023 vừa qua, sau khi đoạt huy chương vàng SEA Games lần thứ tư liên tiếp và chuẩn bị cho sân chơi cúp bóng đá nữ thế giới, hai nữ cầu thủ Huỳnh Như và Thanh Nhã đều tin vào điều kỳ diệu rằng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thể làm nên chuyện ở sân chơi đẳng cấp cúp bóng đá nữ trên thế giới. Quả vậy, chúng ta không thể chối cãi rằng niềm tin vào điều kỳ diệu trong cuộc sống
chính là nền tảng vô giá giúp con người thêm nghị lực để kiên trì phấn đấu hơn trong hiện tại và lạc quan trước tương lai. Trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành anh mù bẩm sinh tên là Bartimê khi anh tin tưởng khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tội, mặc cho những người chung quanh ngăn cản, thậm chí quát nạt và buộc anh phải im miệng. Chúa Giêsu đã nhìn rõ tâm lòng và niềm tin của anh nên đã chữa lành để mắt anh được sáng. Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Thật vậy, anh mù Bartimê đã luôn ấp ủ, kiên trì với lòng tin vào điều kỳ diệu nên đã được mãn nguyện. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Chúa Giêsu không những đã ban cho anh ánh sáng của đôi mắt thể lý, mà còn giải thoát anh mù khỏi bóng đêm tội lỗi và giúp anh lên đường với người trong ánh sáng đức tin. Với ánh sáng đức tin, anh mù Bartimê xưa kia này đã khám phá căn tính đích thực của mình. Anh đã trở nên thụ tạo mới trong Chúa Kitô, nhìn cuộc sống của anh và thế giới chung quanh anh bằng một ánh sáng mới. Anh không còn là một người ăn xin bị cộng đồng loại ra bên lề. Anh không còn là nô lệ của sự mù quáng và định kiến nữa. Hành trình được chiếu sáng của anh mù trong trích đoạn tin mừng hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn sẽ là một ẩn dụ cho hành trình giải thoát khỏi tội lỗi mà chúng ta được mời gọi bước đi trong đời sống đức tin hàng ngày của mình. Tội lỗi giống như một bức màn đen che mặt chúng ta và ngăn cản chúng ta nhìn rõ bản thân và thế giới. Nhưng ân sủng, ơn tha thứ của Chúa sẽ xóa bỏ bóng tối này và mang lại cho chúng ta ánh sáng mới một khi chúng ta hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và lòng lân tuất vô biên của Người. Với sứ điệp của tin mừng ngày hôm nay, xin cho mỗi người tín hữu chúng ta trong hành trình biến đổi nội tâm hàng ngày cũng bắt chước anh mù Bartimê, không cần nhiều lời nhưng biết phó thác bản thân cho tình yêu thương của Thiên Chúa là điều có thể làm cho cuộc sống của chúng ta sinh hoa kết quả tuyệt diệu đến không ngờ. Xin Thánh Justino Tử Đạo cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bắt chước người mù trong tin mừng hôm nay, cũng như ơn hiểu biết sâu xa về Chúa Kitô của Thánh Nhân nhờ suy tưởng mầu nhiệm thập giá mà thế gian coi là điên dại, để mỗi tín hữu chúng ta có thể được ánh sáng của Chúa Kitô bao phủ, đồng thời thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững niềm tin. Amen. Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời chẳng đôi tay. Trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.
như trời gió, thân con tựa cánh chim bay. Bao ngày miệt mài kiếm tha hương, mong về cùng tổ ấm yêu thương. Xa cội nguồn tim nặng buồn, mong về tựa lòng Chúa yêu thương. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Tìm đến trong tình Chúa, con tim tìm thấy an vui. Tay Ngài gạt lệ ướt trên mi, tay Ngài hợp lại những chia ly. Trên đường đời xa vời vợi, tay Ngài siêu hiền dẫn con đi. Vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu có dịp ghé thăm các trung tâm nuôi dưỡng người già và tàn tật hay những trường đào tạo các em khuyết tật, chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến những phận người kém may mắn. Người thì mù, người thì què, có người thì câm, người thì điếc và đủ thứ bệnh tật. Trong số những người khuyết tật này thì có những người khuyết tật vì một rủi ro hay tai nạn, nhưng cũng có những người khuyết tật bẩm sinh. Từ khi sinh ra, thân thể đã khiếm khuyết, không được lành lặn như bao người. Anh mù Bartimê trong câu chuyện tin mừng hôm nay là một trong những người khuyết tật như thế. Nhưng số phận của anh còn bi đát hơn nữa khi anh phải ngồi bên vệ đường, bên lề cuộc sống, để xin lòng trắc ẩn của mọi người. Khi nghe biết Đức Giê-xu đi ngang qua, anh kêu lên, lạy ông Giê-xu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Lời kêu xin này cho thấy con mắt đức tin của anh đã bắt đầu hé mở. Anh gọi Đức Giê-xu là con vua David. Trong Cựu Ước, tức hiệu con vua David là tức hiệu nói lên niềm hy vọng của dân Do Thái và một vị cứu tinh sẽ giải thoát họ khỏi ách nô lệ và đem lại vinh thắng cho đất nước. Trong Tân Ước, tức hiệu này đã được sứ thần Gabriel nhắc tới khi truyền tin cho Đức Maria. Đó cũng là lời dân chúng tung hô Đức Giê-xu khi người khải hoàn tiến vào Jerusalem. Ở đây, anh mù Bartimê kêu xin Chúa bằng tức hiệu con vua David, nghĩa là anh nhận ra người là đấng Mêsia, đấng thiên sai, đấng cứu thế. Vì vậy, lời cầu xin mang một tính chất khác. Anh không xin Đức Giê-xu như xin những người khác, những người chỉ có thể giúp cho anh một chút tiền, một chút của ăn để sống qua ngày. Lời cầu xin ấy chắc chắn là hoa trái của một niềm tin sâu xa trong lòng anh. Anh tin vì đã nghe người ta đồn thổi về một ông Giê-xu đã làm những điều kỳ diệu. Và niềm tin ấy còn đi xa hơn nữa. Ông Giê-xu lạ lùng ấy chính là đấng Mê-si-a, là đấng có khả năng cứu anh khỏi cảnh mù lòa, khỏi tình trạng bi đát, khốn khổ. Bất chấp nhiều người quát nạt bảo anh im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng. Chính niềm tin mạnh mẽ, sự tha thiết và kiên trì của anh đã chạm tới lòng thương xót của Đức Giê-xu. Người nói với anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Bằng một lời đó thôi, Đức Giê-xu đã thay đổi cuộc đời của anh. Từ nay, anh không còn ngồi bên lề đường nữa. Lòng tin đã đưa anh lên đường. Anh được sáng mắt ngay lúc đó và đi theo Chúa trên đường.
Ánh sáng của Đấng Thiên Sai còn dấu ẩn trong Đức Giêsu Nazareth đã tỏa ra trên anh, trên đôi mắt anh. Anh là ngọn đèn Chúa đã thắp lên cho mọi người được nhìn thấy Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, anh mù Bartimê đã sống trong một tình trạng khủng hoảng, đã trải qua những ngày tháng khó khăn để bò mẫm xin ăn từng bữa. Tuy nhiên, anh lại có một thứ giàu sang, đó là đức tin. Mù về thể lý, nhưng sáng về đức tin. Anh thấy nhiều cái mà những người sáng mắt không thấy. Anh thấy Đức Giêsu là con vua David. Anh tin người là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế. Anh thấy quyền năng và tình thương của Chúa. Trong cuộc sống, nhiều khi mù không phải là điều bất hạnh, mà bất hạnh là có mắt như mù. Còn mắt sáng thể lý có khi lại là rào cản người ta đến với Chúa vì sự mù lòa trong tâm hồn. Xin cho chúng ta biết chạy đến với Chúa và kêu xin người như anh mù Bartimê trong những lúc gian nan và niềm tin bị chao đảo, để cũng được người xót thương chữa lành. Amen. Con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con đức tin lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứng chân hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chứng nhân niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Ngài hành cung cho chân ai, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời của con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Niềm vui tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.